Xin chào quý bà con cùng các anh chị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video mà hướng dẫn chúng ta trồng sả để có thêm cái thu nhập nha. Anh em bà con mà có cái đất rẫy á, mình có thể trồng sả này nó mang lại cái thu nhập đáng kể cho bà con nha. Đầu tiên em sẽ hướng dẫn cái cách mà mình nhổ sả nha. Nhổ ra để trồng á. Đây trước mặt chúng ta là cái bụi sả nè. Nhổ là chúng ta không nên lấy dao mà chặt hết ha, mình nhổ mình có thể dặn từng tép như thế này, nó hơi lâu chút xíu nhưng mà nó mình trồng nó rất là dễ sống. Đây để em nhổ em trồng lại cho bà con và các anh chị xem ha. Này, mình nhổ mình từng bụi từng tép như thế này nè. Bữa nay em hơi bị cảm nè, tiếng nói nó không được tốt. Mình nhổ như thế này mình trồng nó rất là dễ sống, nó còn rễ như thế này ha. Sả nhà em chủ yếu là trồng để sử dụng ở nhà với lại ai cần em cho thôi chứ em cũng không có bán nữa, nhưng mà em trồng rất là nhiều. Chỗ nào trống là em ghim sả hết mà nó phát triển rất là nhanh. Sả này có, nếu mà bà con mà có đất rẫy nhiều trồng là có thể làm giàu luôn á. Đối với cái diện tích trồng sả là chừng 2 công đất thôi là một năm là anh chị bà con có thể là thu nhập khoảng 80 đến 100 triệu, em chắc vậy luôn á. Nhưng mà làm theo cách của em nha, còn mà trồng theo mọi người thì em không biết sao nha, chứ làm theo cách em chỉ là có thể là được cái năng suất như đó. Rồi để mà đỡ mất cái thời gian mà cây sả mới mình trồng nó lại lâu á, thì mình sau khi mình nhổ cái bụi sả rồi mình chừa lại một một tép như thế này ha. Chừa lại tép như thế này thì nó phát triển rất là nhanh, thay vì các anh chị trồng á là mất khoảng 4 tháng mới có thu hoạch ha. Mình trồng từ mà lúc đưa cái tép xuống đất á là mất 4 tháng, còn như thế này mất chừng tầm 3 tháng rưỡi thôi. Mình nếu mà có rải phân là mất khoảng 3 tháng rưỡi thôi là bắt đầu là mình đã có thu hoạch rồi. Cái sả này á, bà con mình á, trồng á, là cái khoảng cách á, tầm khoảng 1 mét đổ lại thôi, mà có một số người á, là có thể 1 mét trồng được 3 bụi luôn, như em ở đây 1 mét em trồng 3 bụi luôn. Này cả nhà thấy không, đây là mấy bụi sả mà em trồng cách đây khoảng 2 tháng rồi ha, còn đây là sả mới trồng nè. Đây sả mới trồng có khoảng 1 tuần đó, cả nhà thấy không, em trồng rất là dày luôn nhưng mà bụi nó cũng rất là to. Đây những cái bụi trước đây bụi rất là to nè ha, cả nhà chú ý ha. Trồng là mình phải cắt bớt. Không có để nguyên cây sả như thế này mình trồng nha. Đây là nguyên cây nè, em sẽ cắt bớt. Mình dùng kéo á, mình cắt ngang ha. Cắt ngang như thế này á, mình trồng nó sẽ rất là mau phát. Rồi mình làm sạch cái rễ dưới này. Làm sạch cái những cái lá ủ á. Đây, còn cái tép như thế này là mình trồng là ok nè. Nếu mà cả nhà mình mà mua sả ngoài chợ về á, nó không còn rễ nữa thì mình làm sao? Em sẽ hướng dẫn luôn cho cả nhà đây nha. Thí dụ đây là cây sả mình mua ngoài chợ về ha. Ở ngoài chợ bán những cây sả như thế này là không có rễ nha. Mình đem về mà mình muốn nhân giống á, ví dụ mà các anh chị ở đô thị á, không có cái sả gốc như em mà để chiết nha, để bứng ra trồng thêm á,
thì mình có thể là mua sả từ chợ về, mà sả ngoài chợ thì không có rễ. Vậy mình phải làm sao? Là cả nhà test cho em ha. Test cái lá, những cái lá dưới này nè. Đây, test như thế nào mà còn lại nó dư lại cái phần dưới này khoảng một phân, nghe không? Là nó lòi ra cái phần này nè, sau đó là cả nhà mình cắm cái này vào cái ly nước hoặc là cái xô nước gì đó cho em cắm khoảng từ gốc lên khoảng tới đây thôi. Đừng có ngập hết cây sả nha, là khoảng tới đây nè, là khoảng nửa gang tay á. Ha, cả nhà cắm vô nước và khoảng chừng có một tuần sau là ở đây nó bắt đầu ra rễ nè. Ha, ở đây nó ra rễ, nó chăm rễ ra là mình lấy ra đất mình trồng là sống ok, sống căm căm luôn. Còn mà các anh chị để như thế này đem trồng liền là không sống nha, em bảo đảm luôn á, là nó chưa ra rễ, mình không ngâm nước chưa ra rễ là không sống được. Nên là mình cứ để cho nó ra rễ, ngâm vô cái nước sạch á, để cho ra rễ rồi nó mình thả trồng là sống, cái tỷ lệ sống rất là cao luôn ha. Rồi sau khi mà cắt tỉa hết rồi, cái sả mình nó còn như thế này nè cả nhà xem đây. Đây em chia ra từng cái tép như thế này là mình chuẩn bị trồng được rồi đó ha, là cắt cho nó gọn gàng như thế này ha, và phải chừa một ít rễ ha. Nếu mà rễ dài quá mình cắt bỏ bớt nó sẽ ra rễ non, đừng có sợ ha. Còn mà vậy là trồng là ok rồi đó. Bây giờ tiến hành trồng ha, mình kiếm một cái bay hoặc cái giá gì đó mình trồng. Em sẽ trồng tiếp tục ở đây ha. Ở dưới em có trồng dây khoai, dây lan á, để lấy đọt á. À, đất nhà em này toàn là đất cát không à, mà đất cát thì xả rất là chịu ha. Nếu mà nhỏ nhỏ thế này á, là mình dùng hai tép này. Cả nhà cắm cho em là nghiêng nha, nghiêng có thể là cho nó nằm sát mặt đất vậy cũng được luôn nữa. Nó, khi mà nó sống, nó bén rễ rồi á, là nó phát triển rất là nhanh, nó sẽ đứng vậy thôi không có sao hết. Mà mình trồng nghiêng á thì nó phát triển tốt hơn ha. Còn mà trồng đứng nó lâu phát lắm. Ở đây em trồng khoảng cách là khoảng 4 tấc thôi. À, cả nhà mình biết á, là một công đất á, là có 1.000 mét vuông. Theo mà công của người dân mình á, là 1.000 mét vuông ha. Ủa công thường ở chỗ em á, là 1.200 mét vuông. Còn mà công mà của nhà nước á, là có 1.000 mét vuông thôi. Nếu mà đất rẫy ha, là mình trồng xả với cái mật độ mà như em vậy nè, là một năm á, là các anh chị có thể thu hoạch được hai đợt. 4 tháng là mình cứ thu hoạch một lần nha, 4 tháng là mình thu hoạch một lần, mà một bụi sả em tính là trung bình bán khoảng được 40.000 với cái giá mà 5.000 ký á, thì cái mật độ mà trồng như em vậy á, là các anh chị có thể thu được là một năm khoảng 100 triệu, em dám chắc luôn á. Cứ 4 tấc mình trồng, một 4 tấc hoặc 5 tấc mình trồng một cây như một bụi như thế này ha, là một năm mình có thể thu hoạch hai đợt, mỗi đợt cách nhau 4 tháng. Nếu mà cả nhà mình thu hoạch rồi chừa lại một tép như của em á, thì nó lên còn mau hơn nữa, không có trồng mới á ha. Lụm ngay 100 triệu hai công đất nha cả nhà, chứ không phải một công nha em đấy. Hai công đất rẫy nha, mình trồng xả không đó, một năm là thu 100 triệu với cái mật độ như thế này ha. Về xả, cái giá thị trường nó hiện tại là đang 5.000 đến 7.000 đồng một ký. Xả cây á, xả cây như thế này nè, còn mà xả bào ra thì mắc hơn nhiều nha, người ta bán lại thì nó khác. Xả là mình, nếu mà tới cái thời gian mà nó già rồi á, là nó vàng vàng lá, mình không thu hoạch là tự động nó cũng chết. Nên là cả nhà phải canh, mình không thể nào mà bỏ được. Như xã em đây có một số cây nó bắt đầu vàng lá rồi, tức là cái nó già đó, mình không thu hoạch thời gian nó xuống là nó rủ hết. Nên là mình trồng rồi mình canh khoảng 4 tháng 5 tháng, thấy cái tép nó bự rồi mình thu hoạch. Đối với xã này mình cũng không cần phân gì nhiều ha. Một tháng 2 tháng mình rải cho nó một ít phân ure là được rồi. Rồi trời mưa hoặc là mình tưới là nó tự động là nó tốt, nó nở bụi rất là to. Đối với đất cát này á, là xả nó rất là thích nghi, nó nở bụi cấp tốc luôn.
Em trồng sả có lúc 3 tháng là em có thu hoạch rồi. Tép nó rất là bự luôn. Đây cả nhà thấy không? Cái này là trồng hồi từng rồi nè. Bắt đầu nó xanh hết rồi người đó. Đây là cái hàng em mới vừa trồng xong nè cả nhà thấy không? Sả rất là dễ trồng, mình chỉ cầm như thế này thôi, ngay mùa mưa là tự động nó sống thôi. Không cần phải chăm sóc nhiều. Ở đây em trồng sả rất là nhiều. Đây. Trồng sả chủ yếu là để ăn thôi chứ em cũng không có bán nha, nhưng mà em có biết là giá thị trường là 5 đến 7 ngàn một ký. Đây như cái bụi sả này nè rất là to, bụi sả này là em bán khoảng được 40 ngàn đồng. Nếu mà mình bán á, là khoảng được 40 ngàn nha. Cả nhà làm theo cái phương pháp của em là cứ trồng sả dày cho em, đừng có trồng mà thưa quá, nó sẽ chiếm cái diện tích đất ha. Mình cứ trồng dày lên là có nhiều cái thu hoạch năng suất nó sẽ cao lên. Một số nơi á, là như ở Bến Tre á, là thương lái đến tận nơi để thu mua sả luôn nha, bao tiêu sản phẩm luôn. Còn ở vùng em là chỉ bán ra chợ thôi. Bà con nào mà có trồng sả nhiều á, thì phải tìm thương lái để bao tiêu đầu ra nha, chứ mình không có đầu ra cũng khó. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà bụi sả được khoảng 2 tháng chúng ta phải cắt cái lá nó bớt đi nha. Ví dụ bụi này 2 tháng nè, em sẽ cắt cái lá nó như thế này ha. Bà con cứ cắt như mà mình tỉa nó vậy đó, nó sẽ rất là mau phát, không có chết đâu, bà con đừng có sợ nha. Cắt đại cho em, cắt hết, cắt khoảng 1/3 vậy nè, mình chừa một khúc vậy nè, là vài hôm sau đó, nó bung lên lá mới và cái tép nó rất là to luôn. Đây là cái bí quyết nha. Nhiều người trồng sả cắt vậy thì sợ nó hư cây, chứ em là em cắt vậy nè. Đây là kinh nghiệm nè. Mình cứ cắt thoải mái, cắt cho nó gọn luôn. Rồi là cái bắt đầu nó sẽ dưỡng cái tép, cái củ tỏi của nó sẽ lớn lên. Ai mà cần cái lá sả này á, có thể là tận dụng lại ha. Cái lá sả này mình dùng để xông hoặc là để nấu cái này cái kia, mình bỏ vô cũng thơm dữ lắm. Còn em ở đây là không có nhu cầu sử dụng nên em bỏ tại chỗ luôn. Đây, sau khi cái bụi sả mà mình cắt rồi nó như thế này ha, và nó sẽ bắt đầu dưỡng tép, cái củ tỏi nó sẽ to lên dần luôn. Bà con chú ý nha, đây là một cái mẹo để cho nó làm cho cái tép sả nó to, nó bự lên. Mà dù cho mình trồng cái khoảng cách nó rất là gần như thế này, giữa hai bụi rất là gần như thế này, nhưng mà cái tép nó vẫn to và bụi nó nở bự là nhờ cái phương pháp mà em cắt như thế này nha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà. Nếu mà thấy video này hay, hữu ích đó, thì đăng ký kênh và chia sẻ để cho em có nhiều cái động lực hơn nha. Mọi người có thắc mắc gì thì để lại cái bình luận phía dưới, em sẽ giải đáp cho từng cái câu trả lời ở từng cái câu hỏi của quý vị luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video gần nhất. Em sẽ làm về cái tinh dầu sả mà nó có tác dụng mà đuổi rắn á, để cho mọi người tham khảo. Rồi, xin chào ạ.